ra là Kỳ có một cái điều bí mật mà Kỳ chưa có tiết lộ ra, là thật ra là mới gần đây thôi, ba mẹ Kỳ đã tìm ra được một người chị song sinh của Kỳ. Ra bất ngờ lắm. Kỳ! Ôi my god, đây. Trời đất ơi, là trời, chị không thể tưởng tượng được em này có xinh xấu như vậy đó Kỳ. Trời chị ơi, chị em mình mới gặp lại nhau, mình mới nhận nhau song sinh đó chị. Nhưng mà chị không bao giờ nghĩ em là một cái đứa con gái đẹp người mà nết không đẹp. Tại sao anh cắt đồ của chị mặc? Thôi chị ơi, đi vô thay đồ ra trả cho tôi liền. Trời chị ơi, mẹ may hai bộ giống nhau mà. Trời ơi, đồ của cô là nó có viền màu đen. Vì tâm hồn của cô nó không trong sáng như của tôi. Thì là viền đen. Em ngộ nhận hả chị? Còn em á, là một đứa là không có tâm hồn, nó không có đẹp. Tại vì màu đen, còn chị là một cái người trong sáng. Chị hai cái mặt đi. Đứa nào sáng hơn, đỡ là chị. Đôi đó. Chị sáng hơn. Dạ, em cởi. Một lát thay đồ lên liền. Dạ. Mấy em trợ lý lấy đồ cho chị Kỳ này lên. Dạ. Mẹ ơi. Trời ơi là trời. Trời ơi, may là mới gặp nhau á chị em. Vậy mai mốt chị về chị có dành chồng em không? Trời ơi, em sao thì em đi em sợ lắm á. Đúng không? Dạ, trời ơi, không còn thằng nào mà chị không chưa qua tay chị. Dữ vậy hả chị? Trời ơi. Ủa, tại sao hồi xưa ba mẹ chúng mình có thể khác nhau về tính cách vậy chị? Trời ơi mẹ. Sinh đôi mà Kỳ vậy, chị lạc ở đâu đây vậy? Không có, chị giống mẹ. Chắc nguội hết khói rồi đó. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, bánh chưng bánh tét gì mà ú nụ vậy nè. Mắc cười quá à. Ở đâu chui vô đây vậy? Tao đi quay phim về, xong rồi tao ghé ngang thấy nhà mày cái mấy hộp đồ đồ này tao. Đâu bánh tét bánh chưng tao đâu? Tao bớt xuống dưới rồi. Bớt xuống đâu? Vớt ra hay vớt? Tao bớt ra tao để ở dưới rồi. À trời ơi, mày làm lúc nào hay vậy trời? Tao là tiên mà, tao muốn xuất hiện đâu xuất hiện. Nhà mày cũng như nhà tao, đẹp không? Trời ơi, quá lộng lẫy luôn nha. Thôi ra đi trời ơi, cái đồ bánh tét chưng đứng trong đó. Ra đây, đưa tay ra, tao nghiêng cái thùng mày ra nha. Trời ơi, con gái con đứa áo dài đó. Ôi, sao thấp nó như cao thế? Người đào mày ai cho mày đẹp thế? Bác sĩ Nghiêm. Con xin cây nào không? Xin cây đào hả? Không, cho tao mượn cũng được nữa. Trời mượn trời ơi, thứ mà trả nó còn cái gì đâu, còn cái cành không à. Trả lại cho người ta, tao đem về tao trồng lại, đi đào xài được mấy năm mà. Đúng không? Trời, mày chở được không? Tao thiệt không chở được đâu, khó lắm. Tao nhờ mấy thằng xóm. Thì ở thằng xóm để tao nhờ. Được hả? Trời ơi, mày nghĩ đi, mày nghĩ đi. Tao nhờ được hết á. Quan hệ mày rộng rãi nha. Quá rộng rãi mình rất là. Quá bừa bãi luôn á, quan hệ bừa bãi quá. Bừa bãi, tao là được cái là tao cái gì tao thích, tao năn nỉ, tao chịu mà. Tôi cứ như là cái con gì ấy. Bà xã ơi, mẹ đang chờ kìa. Ôi giời, mẹ già quá. Ngày xưa lúc mà mẹ cỡ tuổi mày, mẹ không hề đâm đợt chích giống như mày. Mẹ tịch phải na tô gen. Trời ơi, có câu mà mẹ chửi quá chửi. Sau này mà mặt con nữa mà cỡ như tuổi mẹ nha. Vì cái mặt có như cái rổ. Ủa là mấy cái nhăn nhăn đó là vẽ hay là dán lại cho nó nhăn, hay là cái da mình tự nó nhăn anh? Dạ thưa mẹ. Ủa mẹ ai là mẹ? Nói lộn rồi. Tao mà thì kêu mày bằng mẹ. Dạ, nhưng vẫn thiếu được cái nét trẻ. 70 tuổi, 80 tuổi mà thiên hạ nhìn vô mặt mẹ vẫn biết là mẹ. Hay cuốn chi cho mắt công, con cuốn sẵn nè, mẹ cứ quấn lên rồi lát mẹ thả ra nó tự động mà. Làm vậy chi cho người ta cực vậy trời. Đúng không? Mình già, mình lớn tuổi đừng hành xác người ta tội nghiệp. Trời ơi, chết cha. Em nói vậy nè, mẹ buồn mẹ, hết. Không, mẹ thích vậy đó anh. Mẹ thích mình nói vậy đó, tại vì mẹ nhà mẹ bị stress lắm. Mẹ cần phun phun ra, phụt ra để cho mẹ đỡ stress. Chồng của mơ mà mới có 80 người mà chụp hình thôi đấy. Xe thì 52 chỗ.
làm gì dữ vậy, chồng thì thiệt á. Thì mình biết tính tôi rồi, tôi làm gì nó phải tới nơi tới nóc mới được. Xin chào các cháu, các cháu lại đã quay trở lại kênh của bà Hà Vlog. Hôm nay bà Hà Vlog sẽ nấu cho các con một nồi bánh tét khổng lồ. Bé Na ơi, hai con, hai bé Na ở đây. Chào các cô chú đi con. Chào cô chú đi con. Đấy. Xin chào cô chú. Đấy. Xin chào các bạn. Đi chơi đi, không thôi ta cho nuột bà này nấu nồi. Hai cháu khổng lồ bây giờ đấy. Bà ngoại rất là hiền, nhưng mà đặc biệt bà ngoại rất là không thích con nít. Đấy, con nít mà ngoại đang nấu mà nó mà phóng phóng tới là ngoại sẽ nấu luôn nó con đấy luôn, cho nên là ngoại không thích. Đi chơi đây. Đó. Bây giờ á là Tết rồi. Này, mùng 1 ấy thì nhớ gặp ngoại là lì xì cho ngoại nhá. Rồi ngoại lì xì lại nhá. Mà nhớ lì xì cái tiền màu xanh ấy nhá. Rồi ngoại lì xì cho tờ màu đỏ nhá. Được không? Nhất trí nha. Xuân ơi xuân, vẫn muốn đời yêu mến xuân. Nhấp chén vui, ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may. Xuân thắm tới xuân nồng say. Nhanh lên, trời ơi con cháu mà trời ơi không một đứa nào nó về hết. Nó để cho bà ngoại ngồi mà chờ như mẹ chờ vậy chờ. Tiên sư bố con với cháu cho nó ăn học bao nhiêu tiền bạc, rồi bây giờ nó lên Sài Gòn không đứa nào về. Chú nội, ngoan, nội chúc con này sẽ mau chỉ chống lớn, nghe chưa? Sao nói vậy vậy? Đúng, quay phim rồi, là vợ thôi. Đáng cờ chẳng cho ăn gì cả. Chụp hình với mẹ bà làm như một con điên như này. 8 bộ đồ, hóa trang 4 tiếng đồng hồ mà chụp hình. Bây giờ chụp trời ơi, trang trẻ đẹp hơn à. Đấy. Thì cứ mẹ bớt mồm bớt miệng. Không được con. Không được. Tôi giúp mẹ là rửa chiếc con hoài hoài. Hy vọng năm sau trong lì xì có tiền. Tôi tiền đâu. Đây là đất tin thôi chứ làm gì mà có tiền. Tao đã làm một cái bố 3 lần rồi nha. Đừng ta bố có nhiều nữa nha. Rồi thế thì bây giờ này nội cũng chúc cho các con các cháu đấy năm mới này này có rất là nhiều là sức khỏe á, tiền làm vô như nước bớt cho cả trớn cả trớn đi rồi này đập đầu ở trong tường mày đi nhá, con chơi thì bớt sửa lại mà cứ như nội này đập đà. Xuân nào nào thật tuyệt vời, mùa xuân thanh cao, ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Ok.